quý chị có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn quý chị quan tâm theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Thành phố Vũng Tàu tăng cường xử lý xe ba bánh bán hàng rong. Lớp học bóng đá đặc biệt. Những thông tin thế giới nổi bật. Lãnh đạo Triều Tiên đề cập các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới. FBI rục soát văn phòng luật sư riêng Tổng thống Mỹ. Colombia phát hiện kho hàng sản xuất 100 kg cocaine mỗi ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Luật Thể dục Thể thao được Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Đến nay, nhiều quy định của luật không phù hợp với thực tiễn nên cần sửa đổi bổ sung liên quan các vấn đề. Thể dục thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, cơ sở thể thao, nguồn lực phát triển thể dục thể thao, đặt cược thể thao, vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động thể dục thể thao, vân vân. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các sở ban ngành, đơn vị có liên quan về dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thể dục Thể thao dưới sự chủ trì của ông Dương Minh Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị lấy ý kiến sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thể dục Thể thao do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi bổ sung tên gọi một số điều khoản cho phù hợp với thực tiễn, quy định cụ thể hơn đối với các chính sách bình đẳng giới trong thể dục thể thao, có chính sách đảm bảo chế độ cho các vận động viên như một số đối tượng đặc thù khác. Các đại biểu cũng cho rằng Điều 68 Luật Thể dục Thể thao quy định về điều kiện đặt cược thể thao đối với doanh nghiệp tư nhân chưa được chặt chẽ, cần bổ sung quy định cụ thể chức năng của ngành quản lý nhà nước về mặt hành chính và nâng cao vai trò quản lý của cơ quan nhà nước trong các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao. Điều 32 Luật Thể dục Thể thao cần quy định cụ thể thời gian, thời điểm vận động viên thành tích cao được chăm sóc hỗ trợ do chấn thương. Ngoài ra, vấn đề ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo luật còn chung chung nên cần quy định cụ thể hơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6 nhiệm kỳ 2015-2020 vào sáng nay để đánh giá tình hình thực hiện công tác quý 1 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2018. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 và giới thiệu nhân sự bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2018, sản xuất công nghiệp, hoạt động cảng biển, du lịch của tỉnh tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Nông nghiệp dần chuyển dịch đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thu ngân sách đạt dự toán. Tiêu biểu là sản xuất công nghiệp tăng gần 7,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trên 10%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng trên 12%, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu tăng gần 14,6%, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện khoảng 8.848 tỷ đồng, đạt trên 17,9% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 34 vấn đề mà Ban thường vụ Ban chấp hành đã nhận diện và thảo luận tại các tổ. Các đại biểu chú trọng vào các vấn đề kinh tế, những đột phá và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, giải pháp thu hút đầu tư, xử lý và thúc đẩy công tác quy hoạch, tinh giản bộ máy gắn với nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước, hiệu quả công tác thu chi ngân sách, hướng tới giảm chi sự nghiệp công, tăng cường xã hội hóa, quản lý đô thị về môi trường. Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát các trung tâm ngoại ngữ tin học về việc thực hiện các quy định của pháp luật, sáng nay 10 tháng 4, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát hai trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Bà Rịa, gồm trung tâm ngoại ngữ APC và trung tâm Anh ngữ Cleveland. Tại buổi giám sát, đoàn tập trung kiểm tra các nội dung, nguồn tuyển đội ngũ giáo viên, hợp đồng lao động với nhân viên, giáo viên trong nước và người nước ngoài, các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hệ thống phòng cháy chữa cháy, vân vân.
Khảo sát thực tế tại Trung tâm Ngoại ngữ ABC và Trung tâm Anh ngữ Cleveland, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao hai trung tâm đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện đầy đủ hợp đồng lao động với nhân viên, giáo viên trong nước và giáo viên người nước ngoài. Các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý nhân viên giáo viên được thực hiện đầy đủ, việc cấp chứng chỉ cho học viên thực hiện đúng quy định. Các cơ sở giảng dạy của hai trung tâm ngoại ngữ ABC và Anh ngữ Cleveland tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tại thành phố Vũng Tàu, vụ bình đẳng giới thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam vừa triển khai chương trình Thành phố an toàn thân thiện với trẻ em gái cho hơn 40 cán bộ làm công tác bình đẳng giới tại các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Buổi tập huấn mô hình thành phố an toàn thân thiện với trẻ em gái do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam tổ chức đã cung cấp nhiều kiến thức liên quan về giới, bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới, quyền của trẻ em gái nơi công cộng cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới tại các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ đó tạo cơ sở để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai chương trình Thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tại địa phương. Chương trình Thành phố an toàn thân thiện với trẻ em gái thuộc đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Chương trình được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai với sự phối hợp của Plan, một tổ chức phi chính phủ quốc tế hướng đến mục tiêu phát triển cộng đồng, lấy trẻ em làm trung tâm. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các tin tức kinh tế xã hội. Thưa quý vị, thời gian qua, tất cả các đơn vị trực thuộc liên doanh Việt-Nga Vietsopiro đều áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Một số đơn vị áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OSAT 18001 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Điều này giúp cho công tác quản lý an toàn sức khỏe môi trường cũng như các thủ tục hành chính tại các đơn vị trong liên doanh được đơn giản hóa, góp phần nâng cao chất lượng công tác an toàn sức khỏe môi trường, hiệu quả trong sản xuất. Do đó, vào ngày hôm nay 10 tháng 4, Liên doanh Việt-Nga Vietsopiro đạt thành tích 5 triệu giờ công lao động an toàn liên tục, không để xảy ra tai nạn lao động. Nhờ thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn lao động mà từ ngày thành lập tới nay, Liên doanh Việt-Nga Vietsopiro chưa để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào về cháy nổ, phun trào dầu khí. Điều kiện lao động của cán bộ công nhân viên tại các công trình sản xuất ngày càng được cải thiện. Văn hóa an toàn, ý thức an toàn trong lao động cho bản thân của từng người lao động ngày càng được nâng cao. Sau sự cố tàu cao tốc Green Line DB bị chìm khi gần cập bến Tắc Xuất, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm trong cả nước tăng cường kiểm tra, rà soát an toàn kỹ thuật tất cả tàu chở khách, khách sạn nổi, chú trọng vào việc chấp hành các quy định về đăng kiểm phương tiện, đặc biệt là yêu cầu về an toàn, phòng chống cháy nổ. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm phương tiện giao thông thủy trên toàn quốc tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu chở khách, chở dầu, khí hóa lỏng và hàng hóa nguy hiểm nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy. Theo chỉ đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, các đơn vị đăng kiểm phải tuân thủ nghiêm quy trình kiểm định tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật phương tiện. Riêng đối với tàu chở khách, chở dầu, khí hóa lỏng phải thực hiện kiểm tra chéo, kiểm tra lại sự phù hợp giữa thiết kế, thực tế tàu và quy định áp dụng. Các chi cục đăng kiểm lập kế hoạch kiểm tra chéo đột xuất giữa hai kỳ kiểm định đối với tàu du lịch, tàu khách cao tốc, du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, rà soát chặt chẽ sức chở người, trang thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ trên phương tiện và nếu có chi tiết cần lưu ý thì phải ghi cụ thể trong giấy chứng nhận kiểm định. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của chủ phương tiện, doanh nghiệp, công khai các thủ tục và ngăn chặn nhũng nhiễu tiêu cực trong công tác kiểm tra, đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Đường thủy Nội địa trong kiểm tra liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy. Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt đề án lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động AIS và trang bị VHF trên phương tiện thủy với mục tiêu phát triển đội phương tiện thủy theo hướng hiện đại, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy và an ninh an toàn tìm kiếm cứu nạn. Trong giai đoạn 2018-2020, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam sẽ lắp đặt bổ sung hệ thống giám sát phủ sóng toàn bộ khu vực duyên hải dọc bờ biển Việt Nam, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ, các tuyến tiếp giáp với vùng nước hàng hải, mở rộng phạm vi phủ sóng khu vực miền Trung. Chủ phương tiện phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động AIS và thông tin liên lạc vô tuyến VHF trên phương tiện thủy theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
để triển khai đề án lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động AIS và trang bị VHF trên phương tiện thủy. Bộ Giao thông Vận tải giao Vụ Khoa học Công nghệ chủ trì soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị AIS, VHF lắp trên phương tiện thủy. Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam xây dựng nội dung quy định về lắp đặt AIS, VHF trong dự thảo nghị định quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Từ đầu năm 2018, lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Tân Thành đã mở nhiều chuyên đề tăng cường kiểm tra, kiểm soát tải trọng của phương tiện vận tải, tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý xe chở hàng quá tải, khu vực xung quanh các cảng, kho bãi, khu công nghiệp và các tuyến đường trọng điểm. Tính đến hết quý 1 năm 2018, lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện đã phát hiện và xử lý 46 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, thay đổi kích thước thùng xe, không có biện pháp chặn buộc hàng hóa, vân vân. Mặc dù vậy, tình trạng xe chở quá tải, quá khổ vẫn còn. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật về kinh doanh vận tải của một số doanh nghiệp và tài xế chưa cao. Theo đại diện của Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sự tồn tại của các phương tiện chở quá tải tại huyện Tân Thành không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn gây hư hỏng cầu đường, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải. Để giải quyết tình trạng này, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Tân Thành phải vào cuộc quyết liệt và đồng bộ hơn trong việc xử lý xe quá tải tại huyện Tân Thành. Thưa quý vị, mặc dù đã được đầu tư nâng cấp mở rộng, nhưng với lưu lượng phương tiện qua lại đông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 30 tháng 4 vẫn còn nhiều điều đáng nói. Vì vậy, lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 30 tháng 4 được lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tuần qua, Công an thành phố Vũng Tàu đã ra quân kiểm tra, xử phạt vi phạm giao thông, tập trung vào chuyên đề xử phạt các phương tiện xe lôi, xe ba bánh tự chế bán hàng rong. Từ 15:30 đến 17:00 ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Vũng Tàu đã thu giữ được 10 xe kéo tự chế, xe lôi, xe ba gác bán hàng rong, xe chở hàng công kềnh, cùng hơn 40 xe mô tô, xe máy không xuất trình được giấy tờ. Quy định cấm lưu thông các loại xe ba bánh tự chế đã được tuyên truyền xuyên suốt 2 năm qua, với rất nhiều đợt ra quân kiểm tra và áp dụng chế tài tịch thu phương tiện. Song sau mỗi đợt ra quân rầm rộ lại đâu vào đó. Thời gian gần đây, trên tuyến đường 30 tháng 4 lại xuất hiện nhiều phương tiện xe tự chế, chở hàng công kềnh, bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Xe của em là xe chở người, chứ không phải là xe đi kéo đẩy trên một cái xe khác. Chiếc xe này là bây giờ tạm thời chúng tôi lập biên bản là giữ cái bằng lái, còn cái rò mọc là lập biên bản là tịch thu nhá. Em bán rau cải, em là lấn chiếm lòng lề đường. Tụi em vẫn biết là tụi em là sai, nhưng mà vì cuộc sống thì tụi em đành phải chấp nhận, không còn cái nghề gì mỗi nghề này. Mưu sinh khó khăn là nguyên nhân duy nhất của những trường hợp vi phạm này về trật tự giao thông. Hầu hết người vi phạm đều cho rằng, dù biết sai quy định nhưng vẫn phải mạo hiểm, mà việc họ cản trở lưu thông cũng không đáng kể, vì chỉ lấn ra đường chút ít vào buổi sáng, buổi chiều hoặc một chút vào buổi tối để bán hàng. Thực tế thì lập luận này không có cơ sở, nhất là thời điểm từ 16:30 trở đi mới thực sự là cao điểm trên tuyến đường 30 tháng 4. Cái chiếc xe ba gác này thì qua một thời gian dài chúng tôi đã tuyên truyền rồi, thì đến lúc này là chúng tôi vẫn tiến hành lập biên bản, và khi không xuất trình giấy tờ thì chúng tôi tạm giữ tịch thu xe. Cái kế hoạch này chúng tôi làm từng theo đợt một, nhưng mà về chủ trương là phải xử lý dứt điểm. Người vi phạm viện dẫn lý do mưu sinh, điều đó cũng đồng nghĩa họ sẽ tiếp tục vi phạm khi vắng bóng cảnh sát giao thông. Bằng chứng là có nhiều trường hợp đã bị phạt đến vài lần mà vẫn vi phạm. Chờ quá khổ, bị hai lần, lần thứ ba. Giờ em không có việc làm, em phải buộc theo nó thôi. Việc tồn tại những phương tiện tự chế, xe kéo xuất xứ từ Trung Quốc lưu thông trên đường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Thêm nữa, theo quy định, muốn điều khiển loại phương tiện này, người điều khiển phải có bằng A2, trong khi hầu hết người đang sử dụng loại phương tiện ba bánh tự chế đều không có bằng lái. Nỗ lực giải quyết triệt để các loại xe ba bánh tự chế, xe kéo có nguồn gốc từ Trung Quốc lưu thông trên đường, cũng như giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường. Trong quý 2 năm 2018, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Vũng Tàu phối hợp với các phường tăng cường chuyên đề xử lý loại phương tiện này, nhất là trên tuyến đường 30 tháng 4. Chương trình thời sự tối xin được chuyển sang các tin tức khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang thụ lý điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Sao Chàng và Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư SVS
đặt trụ sở tại số 257 Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hai công ty này cùng do bà Huỳnh Thiện Ngân Trang làm tổng giám đốc và đại diện pháp luật. Kết quả kiểm tra bước đầu của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho thấy, công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng và công ty cổ phần dịch vụ đầu tư SVS thu tiền của khách hàng theo hợp đồng hợp tác đầu tư với chính sách chi trả lợi nhuận cao, nhưng không thực hiện việc trả tiền gốc và lợi nhuận như cam kết với khách hàng. Hiện hai doanh nghiệp không còn khả năng chi trả số tiền đầu tư gốc khoảng hơn 700 tỷ đồng cho khách hàng. Để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng và công ty cổ phần dịch vụ đầu tư SVS, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các tổ chức cá nhân có ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với hai doanh nghiệp kể trên liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo địa chỉ số 15 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Thế Anh, số điện thoại 0914611039 để được hướng dẫn giải quyết. Hôm nay 10 tháng 4, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, huyện Long Điền, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức hội thao người khuyết tật tỉnh năm 2018. Tham dự hội thao năm nay có 120 vận động viên là những người khuyết tật, thương binh đến từ các đơn vị gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Châu Đức, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, Hội người mù tỉnh, Hội khuyết tật thành phố Vũng Tàu, Trường khuyết tật thành phố Bà Rịa và Trường khiếm thị huyện Tân Thành. Tham gia hội thao người khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018, các vận động viên tranh tài ở 6 môn gồm đua xe lăn, đua xe lắc, cờ tướng, cầu lông, bi-a, bóng bàn. Đây là dịp để các vận động viên khuyết tật trên địa bàn tỉnh giao lưu, rèn luyện sức khỏe, hòa nhập với cộng đồng xã hội. Đồng thời cũng là dịp để ban tổ chức tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự các giải thể thao người khuyết tật toàn quốc. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 13 giải nhất, 13 giải nhì, 26 giải ba ở các nội dung thi đấu cho các vận động viên. Về giải tập thể, giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, trong cuộc sống, ai mà chẳng có ước mơ, và mọi ước mơ đều hướng đến điều tốt đẹp. Mơ được vượt lên những giới hạn của bản thân, được thỏa mãn điều mình đam mê, được gặp gỡ, gắn kết với người mình yêu thích. Biết ước mơ, xây đắp ước mơ đẹp đã là sự khẳng định bản thân. Nhưng giá trị thực sự của mỗi người chính là thực hiện được ước mơ đó. Câu chuyện mà các phóng viên thời sự kể cho quý vị nghe hôm nay là câu chuyện mang tên ước mơ, với những người trong câu chuyện không chỉ cho chúng ta cảm nhận sâu sắc thêm ý nghĩa cao đẹp của phương cách sống vì mọi người, mà còn truyền đi cảm hứng hãy không ngừng vượt lên nghịch cảnh mà xây đắp, thực hiện hoài bão ước mơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, có một lớp học mang tên Dream. Dream tiếng Anh nghĩa là ước mơ. Dream hiện có khoảng 300 em nhỏ độ tuổi từ 10 đến 15. Bóng đá vốn có sức hút mãnh liệt với rất nhiều người, đam mê dõi theo trái bóng lăn, vui sướng và cả đau buồn theo từng nhịp bóng. Không ít người, nhất là những em nhỏ, ngay từ nhỏ còn mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá, xây đắp ước mơ bóng đá. Nên khi lớp bóng đá này hình thành, rất nhanh cái tên Dream được hầu hết thành viên từ thầy tới trò chọn đặt cho lớp. Đáng ghi nhận là không ít học sinh từ lớp học Dream đã từng bước hiện thực được ước mơ bóng đá, thi đậu vào các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng như Viettel, PVF. Điều đáng ghi nhận hơn, lớp học này hoàn toàn miễn phí và lớp học này có một người thầy rất đặc biệt. Chỉ nhìn hình dáng bên ngoài, thầy chẳng thể liên quan đến bóng đá. Em sinh ra là một đứa trẻ khuyết tật không may mắn. Sự không may mắn đó sống trong những chỗ ngày mặc cảm đôi khi em gần như gục ngã, nhưng nhờ có bóng đá, nhờ có chiếc banh là một điều kỳ diệu. Chiếc bóng lăn nó em hoạt động theo nó, và từ đó nó làm cho em khỏe mạnh hơn. Chiếc bóng như là một điều kỳ diệu, thể thao như là một điều kỳ diệu đã đem đến cho em là một con người chàng trai bình thường. Một điều kỳ diệu đó, em muốn đem cái điều kỳ diệu đó đến với những đứa trẻ ở vùng quê nghèo. Và từ đó, câu lạc bộ The Game Team được ra đời. Em tập luyện cho các cháu rất là nhiệt huyết. Rồi em truyền đạt cho các cháu bằng cả cái tấm lòng của mình, bằng cả tâm hồn của mình. Tuy là nó không có đi vào cái khuôn khổ như những trung tâm lớn, nhưng nó cũng là một trung tâm để nuôi dưỡng ước mơ của những đứa trẻ. Trong hành trình nuôi dưỡng hoài bão, thực hiện ước mơ,
thầy giáo huấn luyện viên Bùi Vĩnh Gia cũng là người thành lập lớp học Dream, chính là tấm gương đầu tiên, tấm gương sáng nhất về sự nỗ lực thực hiện ước mơ để học sinh noi theo. Tiếng lành đồn xa, lớp học bóng đá của thầy Gia ngày càng thu hút nhiều em nhỏ khắp địa bàn huyện Xuyên Mộc. Nhà tôi cách câu lạc bộ The Dream là 50 cây số, nhưng thấy lòng thích đá bóng của con, tôi sẽ đem con vào câu lạc bộ đá bóng The Dream. Và khi bước vào câu lạc bộ đá bóng The Dream thì thấy thầy Hoàng Gia, tôi rất là lấy lòng xúc động vì thầy có một cái nghị lực tuy tật nguyền nhưng thầy vẫn cố gắng đứng lên tạo cho các cháu có một cái sân chơi lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Những em nhỏ theo học bóng đá ở Dream thì luôn dành tình cảm đặc biệt cho vị huấn luyện viên đặc biệt của mình. Đầu tiên thầy dạy đạo đức trước rồi mới trở thành cầu thủ. Em lẫn các bạn trong đội bóng rất là quý mến thầy. Dạ, em rất yêu quý thầy Gia, em coi thầy như là người cha của mình. Và em là do đây thầy Gia đã dạy cho em là lối sống làm người và đã dạy cho em cách đá bóng. Và em có ước mơ là trở thành một cầu thủ tốt để không phụ lòng thầy. Niềm mơ ước của học trò cũng là nỗi khao khát của thầy, khao khát được nhìn thấy học trò của mình thành công. Tôi cũng ước mơ chứ, một ngày nào đó thì không phải ước mơ của tôi mà ước mơ của những đứa trẻ bước chân đến câu lạc bộ, ai cũng mong muốn mình được chơi đội tuyển quốc gia, ai cũng muốn học trò mình được nổi tiếng, thì điều đó thì ai mà không muốn, nhất là một người bị khiếm năng như em thì rất là mong muốn. Để làm gì? Để khẳng định cho người ta thấy tôi có thể làm được. Biết xây đắp ước mơ bằng tất cả đam mê, nhiệt huyết thì sẽ biết cách đến đích. Đó là tôn chỉ của lớp học Dream. Lớp học không chỉ dạy cho nhiều em nhỏ về kỹ năng đá bóng, rèn luyện thể lực, mà còn truyền cảm hứng cho mỗi học sinh luôn không ngừng vượt lên nghịch cảnh để khẳng định giá trị bản thân, để được sống với đam mê và để yêu thương gắn kết với mọi người. Vừa rồi là những thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cập nhật những thông tin thế giới. Những thông tin liên quan đến bán đảo Triều Tiên sẽ bắt đầu bản tin thế giới, chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 4, truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, đã chủ trì một cuộc họp đảng lao động Triều Tiên trong ngày 9 tháng 4. Tại cuộc họp, ông đã phân tích về kết quả cuộc đối thoại sắp tới với Mỹ và diễn biến trong quan hệ liên Triều trước thêm cuộc gặp thượng đỉnh với Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 4 tới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đưa ra một loạt những vấn đề chiến lược và chiến thuật cần được các đảng viên đảng lao động Triều Tiên thảo luận và tán thành, tập trung vào chính sách quan hệ quốc tế tương lai cũng như phương hướng hành động tương ứng. Thông tin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ ông Donald Trump cho biết có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un trong tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận sẽ giúp các bên có thể đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân Triều Tiên. Truyền thông Mỹ đưa tin cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI rạng sáng nay đã tiến hành lục soát văn phòng và nhà riêng của Michael Cohen, luật sư riêng của Tổng thống Mỹ, đồng thời tịch thu một số tài liệu để phục vụ điều tra. Thông tin này đã được phía luật sư của ông Cohen xác nhận. Trong một thông báo, phía luật sư của ông Michael Cohen cho biết đã được các công tố viên liên bang cho hay hành động lần này được thực hiện theo yêu cầu của văn phòng công tố viên đặc biệt, ông Robert Mueller. Tuy nhiên, thông báo cũng chỉ trích quyết định tiến hành điều tra với lệnh lục soát của văn phòng trưởng lý New York là hoàn toàn không thích hợp và không cần thiết. Theo thông báo, ông Cohen đã rất hợp tác khi nộp hàng ngàn tài liệu cho các nhà điều tra quốc hội trong cuộc điều tra riêng về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Liên quan tình hình chiến sự tại Syria, bất đồng giữa Nga và Mỹ đang tiếp tục leo thang liên quan tới vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Hai cường quốc đã cùng đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc các dự thảo nghị quyết nhằm tiến hành cuộc điều tra về vụ tấn công này. Song dường như chắc chắn hai bên sẽ phủ quyết lẫn nhau nếu được đưa ra bỏ phiếu. Các nhà ngoại giao vừa khẳng định Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang thảo luận về các dự thảo nghị quyết do Nga và Mỹ đề xuất nhằm điều tra các vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.
Tuy nhiên, phía Nga đã phản đối đề xuất mới mà Mỹ đưa ra tại Liên Hợp Quốc. Phát biểu trước các phóng viên sau phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc ông Vasily Nebenzia khẳng định dự thảo của Mỹ bao hàm một số nội dung không thể chấp nhận, khiến văn bản này tồi tệ hơn so với đề xuất mà Mỹ từng đưa ra hồi tháng 3. Đại sứ Nga cũng nêu quan ngại về việc Mỹ có thể đang lên phương án quân sự, điều mà ông cho là cực kỳ nguy hiểm. Sau đây là những tin tức liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Theo nhà chức trách Ấn Độ, một vụ tai nạn xe bus thương tâm đã xảy ra hôm 9 tháng 4 tại bang Himalaya Pradesh của nước này, khiến 30 trẻ em thiệt mạng. Theo đó, chiếc xe bus gặp nạn đã bị rơi xuống một khe vực sâu khoảng 60 mét. Hiện vẫn còn 7 nạn nhân khác trong tình trạng nguy kịch. Theo báo cáo sơ bộ của Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ, ước tính có khoảng 40.000 người đã chết vì tai nạn xe cộ trong nước vào năm 2016 tại quốc gia Nam Á này. Ít nhất 2 du khách đã thiệt mạng và 6 du khách khác bị thương trong một vụ tai nạn xe bus du lịch xảy ra hôm qua tại Zuri, cách thành phố Valletta của Malta khoảng 16 km. Hai du khách thiệt mạng được xác định là một người đàn ông mang quốc tịch Bỉ 62 tuổi và một phụ nữ mang quốc tịch Tây Ban Nha 47 tuổi. Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe bus du lịch 2 tầng không có máy đã va chạm với một cành cây, được xác định là do gió giật. Theo Bộ trưởng Y tế Malta Chris Fenner, hiện vẫn còn 3 du khách mang quốc tịch Anh bị thương nặng, trong đó có 2 bé trai được xác định trong độ tuổi từ 6 đến 8 tuổi và một người đàn ông 44 tuổi. Giới chức Afghanistan cho biết một vụ nổ xe máy đã xảy ra cùng ngày tại tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em. Theo người phát ngôn tỉnh Herat, vụ nổ xảy ra gần một nhà thờ Hồi giáo thuộc quận Sindh. Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định. Các nhà chức trách Colombia vừa phát hiện một ngôi làng không có điện, không có nước, dân số chỉ chưa đầy 200 người, nhưng lại sản xuất tới 100 kg cocaine mỗi ngày. Tọa lạc tại một vùng hẻo lánh trên dãy núi Andes, ngôi làng thực chất là một công xưởng sản xuất cocaine. Người dân tại đây tự trồng cần sa và lá cacao, sau đó chiết xuất thành cocaine tinh chất dạng viên rồi mang đi tiêu thụ. Thậm chí số cocaine này còn được đổi ngang với một ván bài hay một chai bia. Khi xuất khẩu đi Mỹ, trung bình một ký cocaine có thể được bán với giá 60.000 đô la Mỹ. Hiện chính phủ Colombia đang ráo riết quy hoạch lại khu vực để loại trừ những tệ nạn có thể xảy ra. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 10 tháng 4, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chịu ảnh hưởng rì xa bộ phận không khí lạnh này. Mặc dù không gây mưa, nhưng nền nhiệt có giảm nhẹ, thời tiết bớt oi bức hơn. Đêm nay và ngày mai trời mát mẻ, mức nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tình trạng thời tiết hanh khô vẫn duy trì, nguy cơ về cháy nổ vẫn đang ở mức rất cao, người dân cần tăng cường đề phòng. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm 62 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 67 đến 85%. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường nên vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa dài hơi, đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 8 tháng 4 năm 2018, mực nước cao nhất 350 cm xuất hiện lúc 17 giờ 30 phút, thấp nhất 130 cm xuất hiện lúc 0 giờ 15 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự nổi bật trong bản tin 21 giờ 50 phút tối nay. Mời quý vị theo dõi. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.